Chào mừng các bạn đã quay trở lại với F Việt Nam. Mùa hè đang gõ cửa rồi, các bạn đã chuẩn bị ôm phản lao ra biển chưa? Không biết các bạn thế hệ Gen Z có từng nghe tới câu chuyện cười về phiên âm tiếng Việt của những cái tên Lào chưa? Nhưng đây là một câu chuyện cười cực kỳ quen thuộc với thế hệ 8X, 9X và cái câu ôm phản lao ra biển cũng từ câu chuyện ấy mà ra đấy. Các cụ ngày xưa đập tên các bạn Lào khó quá, dài quá nên đã nghĩ ra cách phiên âm sang tiếng Việt cho dễ nhớ, dễ gọi. Mà thế quái nào lại có những cái tên đi vào lòng người, vừa đúng với hoàn cảnh địa lý của Lào, lại vừa hợp tình hợp lý với mối quan hệ thân thiết giữa hai nước. Chắc là các bạn đều biết, nước Lào cũng giống nước ta, cái cửa là để đi ra đi vào rồi chứ gì. Nhưng nước ta lại không giống nước Lào, bởi vì sao các bạn biết không? Vì nước ta có bờ biển mà nước bạn thì không có, chủ yếu là đồi núi và cao nguyên, với một vùng đồng bằng nhỏ ở phía Nam, Tây Nam thôi. Thế nên các cụ lớn tuổi ở quê át từng kể lại rằng khi có bạn Lào sang chơi, các cụ sẽ bảo dẫn bạn Lào ra biển cho biết đó biết đây, được mở mang tầm mắt. Mà bạn Lào được chúng ta dẫn ra biển cũng khoái lắm chứ, vì từ quê hương của họ muốn ra biển thì buộc phải đi thông qua Việt Nam, Thái Lan hoặc Campuchia. Đường qua Việt Nam gần hơn, người dân lại thân thiện hơn, hành trình ra biển dễ đi hơn nhiều. Còn qua Campuchia hay Thái Lan thì có phần nan giải vì đường dài hơn, và lại riêng bạn Cam thì cũng hay kèn cựa bạn Lào lắm. Khó lòng mà chịu mở đường cho bạn Lào ra biển dễ dàng như Việt Nam được. Từ câu chuyện ấy để thấy rằng hiện nay, kinh tế xã hội ngày càng phát triển thì nhân dân Lào và cả chính phủ của họ càng muốn được ôm phản lao ra biển, tìm đường vươn ra biển lớn để mở rộng quan hệ thương mại ngoại giao với các nước. Yên tâm đi bạn Lào ơi, có Việt Nam anh em chí cốt ở đây rồi, bạn chỉ cần lo ôm phản thật chắc thôi, còn để Việt Nam dẫn đường cho bạn lao ra biển nhé. À mà ác xin chú thích, phản ngày xưa người ta còn hay gọi là tấm ván nhé. Không có ông nào lại lý luận bảo át bê cái bộ phản nằm to oành lao ra biển thì chưa lướt nổi tới biển đã gãy cánh rồi ý. Quay trở lại với chủ đề chính ngày hôm nay, Việt Nam Lào là quan hệ mẫu mực có 102 trên thế giới. Giữa hai dân tộc không có áp bức và nô dịch, không có hiềm khích và thù hằn. Nhân dân hai nước từng có cả ngàn năm giúp đỡ, che chở lẫn nhau, là láng giềng chí cốt của nhau. Không chỉ là đối tác chiến lược mà Việt Nam Lào còn là anh em, được đặt nền tảng từ thời cố chủ tịch Hồ Chí Minh và cố chủ tịch Cai Sòn Phô Vi Hẳn. Bởi vậy, chứng kiến những khó khăn mà Lào gặp phải khi là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á không giáp biển, Việt Nam đã quyết định kéo biển về cho người anh em của mình. Trong bối cảnh toàn cầu hóa diễn ra nhanh chóng như hiện nay, những bất lợi của vị trí không giáp biển ngày càng gia tăng. Việc không có đường ra biển dẫn đến thương mại, hàng hải bị hạn chế, chi phí vận chuyển cao và buộc phải phụ thuộc vào nước láng giềng có biển. Trước khi được kéo biển, Lào phải nhờ cậy cảng Bangkok, Thái Lan. Điều đáng nói, việc sử dụng nhờ chiếm tới khoảng 95% thương mại nước ngoài của Lào khiến cho việc tự chủ trong chính sách và vận chuyển hàng hóa vô cùng khó khăn. Không chỉ có vậy, đôi khi việc quá cảnh sang các nước láng giềng có biển còn tiềm ẩn những nguy cơ dẫn đến những xung đột về chính trị. Điển hình như Bolivia và Peru, Chile. Như nhà nghiên cứu Paul Collier đã từng nói, nếu bạn có biển, bạn phục vụ thế giới. Nếu bạn không giáp biển, bạn phục vụ láng giềng của mình. Vậy Việt Nam đã giúp Lào ra biển như thế nào? Và việc này sẽ đem lại những lợi ích gì cho bạn Lào của chúng ta? Thực ra, kế hoạch kéo biển về cho bạn Lào đã được chính phủ hai nước ấp ủ từ lâu rồi. Và tới năm 2017, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, khi đó giữ vị trí Thủ tướng Chính phủ, cùng Thủ tướng Thonglun Sisoulith đã đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban Liên Chính phủ về Hợp tác song phương Việt Nam-Lào. Tại đây, 4 văn kiện hợp tác quan trọng đã được ký kết. Đây là kỳ họp đầu tiên do hai thủ tướng đồng chủ trì, cho thấy hai chính phủ đặc biệt coi trọng và làm hết sức mình nhằm nâng tầm quan hệ hợp tác song phương trong chỉ đạo, điều hành, triển khai hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác hai nước. Và cũng trong sự kiện vô cùng đặc biệt này, để Lào phát triển lâu dài, Ủy ban Liên Chính phủ thống nhất, Việt Nam muốn giúp Lào từ nước không có biển thành nước có biển, cho phép Lào tiếp cận cảng biển Vũng Áng thuộc khu kinh tế Vũng Áng nằm trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh như cửa ngõ vào ASEAN. Thậm chí như anh em trong nhà, Lào có thể xuất khẩu cũng như nhập khẩu hàng hóa từ các nước khác thông qua bất cứ cảng biển nào của Việt Nam thuận lợi với đường đi của hàng hóa, với chi phí thấp nhất, chứ không chỉ qua một cảng Vũng Áng. Việc này tuy khó nhưng nếu cùng khai thác được hết tiềm năng thế mạnh của nhau thì sẽ làm được việc lớn. Không chỉ dừng lại ở đó, Việt Nam cùng thúc đẩy Lào cùng đầu tư,
tranh thủ vốn quốc tế nhằm mở ra nhiều tuyến kết nối hai nền kinh tế về hệ thống điện, mạng viễn thông, giao thông với trọng tâm là kết nối đường bộ, đường sắt, đường ống xăng dầu nhằm đưa hàng hóa của Lào qua các cảng của Việt Nam đi quốc tế. Chính vì vậy, dự án đường sắt và ống dẫn dầu nối Lào với cảng Vũng Áng, nhất là cao tốc Viêng Chăn – Hà Nội đã được tiến hành. Hai bên coi đây là điểm quan trọng phát triển chiến lược nhằm giúp Lào có thể khai thác được thị trường của Việt Nam cũng như đưa hàng hóa ra thế giới. Tờ Viêng Chăn – Times ngày 17 tháng 3 vừa qua cũng đưa tin về việc xây dựng thêm một tuyến đường sắt nối thủ đô Viêng Chăn – Lào với cảng Vũng Áng. Miền Trung Việt Nam dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 11 năm 2022. Đây là tuyến đường có trị giá khoảng 5 tỷ USD đã được chính phủ Lào và Việt Nam đồng ý cùng phát triển, sẽ cho phép Lào tiếp cận cảng nước sâu Vũng Áng, cảng biển gần nhất với thủ đô Viêng Chăn. Theo Viêng Chăn Times, tuyến đường sắt này sẽ kết nối trực tiếp với thị trường hàng hóa không chỉ của Lào mà cả Thái Lan và Myanmar với cảng Vũng Áng, một cảng có vị trí thuận lợi là cửa ngõ giao thông giữa miền Trung Việt Nam, miền Trung Lào và Đông Bắc Thái Lan. Tuyến đường sắt nối thủ đô Viêng Chăn với cảng Vũng Áng cũng được thiết lập để kết nối với đường sắt Lào Trung và trở đi với mạng lưới đường sắt liên kết có thể tiếp cận các thị trường châu Âu. À đấy, nhắc tới tuyến đường sắt Lào Trung mới thấy dự án kéo biển về cho Lào của Việt Nam mới thật sự là thể hiện tình anh em chí cốt, tối lửa tắt đèn có nhau các bạn ạ. Trung Quốc hiện đang nắm giữ tới 70% cổ phần trong liên doanh đường sắt Lào Trung, trong khi Lào chỉ nắm 30% tổng chi phí của dự án là 5,9 tỷ USD. Trong đó, khoản nợ mà Lào phải gánh là 3,54 tỷ USD, gần bằng 1/5 GDP năm 2020 là 19,14 tỷ USD của Lào. Nếu không trả được nợ, Lào sẽ phải sử dụng tài nguyên thiên nhiên như mỏ bauxit và kali để gán nợ cho Trung Quốc. Đợt khánh thành đường sắt này, bên mạng xã hội Trung Quốc họ chia sẻ rầm rộ lắm, bảo Trung Quốc đã cứu vớt kinh tế Lào, mà cứu vớt là tăng thêm gánh nợ cho họ ý à? Trong khi đó, công ty thương mại dầu khí Lào Petrochet, sau khi công bố thành phần hội đồng quản trị công ty phát triển cảng Vũng Áng Lào Việt Nam VDS đã khiến mọi người đều bất ngờ. Mặc dù cảng là xây trên đất Việt Nam, nhưng Việt Nam lại để cho Bộ Tài chính Lào nắm giữ phần vốn nhà nước với tỷ lệ 51%, thời gian hoạt động 50 năm và có thể gia hạn tùy thỏa thuận giữa hai bên. Việc thành lập liên doanh là để thực hiện chiến lược hội nhập khu vực và mở rộng cảng biển Vũng Áng 1, 2 và 3 theo thỏa thuận đã ký giữa chính phủ hai nước Lào, Việt Nam, tăng cường khả năng trung chuyển hàng hóa tại cảng biển Vũng Áng, hướng đến năng lực tiếp nhận tàu biển từ 5.000 đến 100.000 tấn và cung cấp dịch vụ cho 50.000 đến 1.200 container với trọng lượng hàng hóa từ 3 triệu tấn lên 20 triệu tấn vào năm 2030. Từ tinh thần quyết tâm thực hiện dự án đưa Lào ra biển của Việt Nam ấy, lần đầu tiên trong lịch sử của mình, Lào đã chính thức có biển. Quan trọng là Lào không phải sử dụng nhờ cảng của chúng ta hay phải vay lãi cắt cổ, mà họ chính thức được trở thành người cùng đầu tư và khai thác. Cần phải biết rằng, cảng biển đóng vai trò quan trọng quyết định sự phát triển của ngành logistics của mỗi quốc gia, vùng miền. Sự phát triển của cảng biển giúp ngành logistics giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đặc biệt, cảng Vũng Áng có nhiều lợi thế để khai thác với độ sâu tự nhiên từ 11m đến 22m. Nhờ độ sâu lý tưởng này, cảng Vũng Áng có thể tiếp cận tàu có trọng tải từ 5 đến 30 vạn DWT, tàu container có sức chở đến 4.000 TEU. Hơn nữa, từ lợi thế nằm khá gần tuyến hàng hải quốc tế huyết mạch qua Biển Đông, nơi chiếm khoảng 50% tổng lượng vận tải biển của thế giới, Vũng Áng không chỉ có tiềm năng trở thành một cảng đầu mối của Việt Nam, mà còn trở thành cửa ngõ xuất nhập khẩu hàng hóa bằng đường biển cho Lào và cả vùng Đông Bắc Thái Lan. Với tiềm năng lợi thế của vùng biển phía Nam Hà Tĩnh, hệ thống cảng biển Vũng Áng – Sơn Dương sẽ là cơ sở cho sự phát triển logistics cho Việt Nam và cả Lào. Năm 2018, nhiều cảng biển trong nước lượng hàng hóa sụt giảm khá mạnh. Song tại cảng Vũng Áng, lượng hàng hóa thông qua cảng vẫn đạt 3 triệu tấn, gấp đôi công suất thiết kế của cầu cảng số 1 và số 2. Năm 2019, sau khi hoàn thiện thêm cơ sở vật chất, 3 tháng đầu năm đã báo lãi ròng lên đến 48 tỷ đồng. Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, lợi nhuận sau thuế đạt 14,1 tỷ đồng, tăng 4 tỷ đồng so với năm 2019. Tại thời điểm cuối năm 2020, vốn chủ sở hữu của công ty đạt 249,1 tỷ đồng. Có thể nói, cảng Vũng Áng đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với chính sách của chính phủ Lào
từ việc tiếp cận hàng hải cho đến việc tăng cường kết nối khu vực, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế Lào tăng trưởng thông qua phát triển lĩnh vực giao thông vận tải và thương mại, tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác đặc biệt giữa Lào và Việt Nam. Vậy nên cũng không lạ lẫm khi Chủ tịch Quốc hội Lào sau khi nhậm chức đã chọn Việt Nam là nước công du đầu tiên, và cũng như Việt Nam đón tiếp Chủ tịch bằng nghi lễ cao nhất với cái nắm tay thật chặt của Thủ tướng Phạm Minh Chính. An nghĩ rằng với tình nghĩa bao năm gắn bó, một lòng kề vai sát cánh từ thời kháng chiến đến thời bình và tinh thần sẵn sàng sẻ chia, hạt gạo cắn đôi cộng rau bẻ nửa của hai nước, thì Việt Nam ta giúp đỡ Lào như vậy cũng là tình chí nghĩa và rất đáng khuyến khích. Các bạn có ủng hộ cho dự án kéo biển về cho Lào của chính phủ ta không? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ở bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo!